Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh đọc truyện Vội phố. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Sau khi mà chúng ta lắng nghe xong bộ truyện chọn kiếp yêu được viết bởi tác giả Trương Huệ, ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới của tác giả Khánh Vi có tựa đề Người không hẹn ước. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta sẽ kể về một cô gái tên là Dần, 18 tuổi, gia đình rất là nghèo phải đi ở đợ để trả nợ cho ba mẹ. Và câu chuyện của chúng ta sẽ như thế nào? Liệu rằng sau khi dần vào nhà ông hội đồng để ở đợ, cuộc sống của cô sẽ ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An và tác giả Khánh Vi sẽ gửi tới cho quý vị. Và quý vị khán thính giả thân mến, lại thêm một lời nhắn nhủ từ Tâm An gửi tới cho quý vị về dịch bệnh Covid. Nó lại tiếp tục hoành hành chúng ta đúng không quý vị? Tâm An chỉ muốn gửi tới cho quý vị rằng hãy luôn luôn thực hiện. Thông điệp 5K của Bộ Y tế, đi đâu cũng nên đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên quý vị nhé. Hãy cùng nhau vượt qua được cơn dịch bệnh này để chúng ta có thể chào đón những ngày tương lai tươi sáng. Và cảm ơn quý vị rất nhiều vì luôn luôn đồng hành cùng với Tâm An. Nếu như muốn gặp lại Tâm An vào buổi tối, hãy ghé qua kênh độc truyện Chị Dậu được phát sóng vào lúc 19h45 mỗi tối. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để cho quý vị đợi chờ quá lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 1 của bộ truyện Người không hẹn ước, tác giả Khánh Vi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi lờ ngơ láo ngáo, đi theo chân dì năm vào nhà của ông hội đồng đồng. Nhà gì mà to thế này, gấp lần mấy cái thừa ruộng mà ba má tôi thuê trên hành lang bước vào bên cạnh đều trồng rất nhiều loài hoa rực rỡ tôi chỉ dám liếc mắt nhìn qua đi thêm một đoạn nữa thì tới phòng khách chỗ bà hai tình đang ngồi nhai trầu trên người bà mặc bộ đồ bà ba lụa màu tím quần đen sang trọng phía sau còn có người đứng bóp vai cho bà dì năm lúc này lên tiếng căn dặn tôi này dần Nói cho cẩn thận mồm miệng Nghe chưa Dạ vâng con biết rồi Vào đến nơi tôi đàn hai tay lại với nhau Chắp phía trước mặt Đầu cúi xuống Dì Năm lên tiếng Dạ thưa bà hai Con dần nó đến à Bà hai tình cũng lên tiếng nói với tôi Ngước cái mặt lên cho tao coi Dạ Tôi liền ngước mặt lên Trong lòng sợ sệt Bà Hai tình lên tiếng. Mấy tuổi rồi? Dạ, con 18 tuổi. 18 mà chưa chồng con gì à? Hay tại nghèo quá nên không có ai thèm rước? Dạ vâng, rất nghèo thưa bà. Được rồi, coi như mày ở đợ cho nhà tao, đến khi ba mày trả nợ thuê đất xong thì mày được thả ra. Nghe chưa? Dạ vâng, con biết rồi. Về đi. Sáng ngày mai qua mà làm việc Vâng con chào bà con về Tôi lại cúi thấp người Và đi ra ngoài Chứ không dám quay lưng Bởi vì mình thân phận nghèo hèn Mà quay lưng trước nhà giàu Sẽ bị bắt vì tội coi thường Dưới bầu trời nắng gắt Tôi đội cái nón cơi Và đi bộ trên con đường mòn để trở về nhà Hai bên đều là ruộng lúa chín vàng Thẳng cánh cỏ bay Mùi hương thơm của lúa được gió mang đi thật là hạnh phúc và mát mẻ vừa thấy tôi từ xa má tôi liền chạy ra và hỏi ngay sao rồi con dạ bà hai đồng ý rồi thưa má thiệt thòi cho con mình con phải đi gánh nợ hết cho cả nhà dạ không sao đâu ạ con làm được mà mà cũng thật là đi lấy chồng thì không chịu đi bây giờ qua đó đi ở đợi cho nhà người ta có khổ không? còn thà chịu khổ, chưa nhất định không lấy chồng đâu. lấy chồng như ba, còn nhất định không lấy à? cứng đầu nhưng mà qua đó làm, người ta giao cho con việc gì? Dạ thưa má, chưa thấy nói giao việc gì, ngày mai con qua đó con mới biết được. bởi vì nhà đó xưa nay cũng kiến tiếng à? tôi cùng với má tôi bước vào trong nhà, con lộc đang ngồi bóp vai cho bà, lên tiếng khinh khỉnh. Chắc là không ai nhận, nên vác cái mặt về rồi kia kìa. Tôi mặc kệ nó, tôi chào hỏi ba tôi. Dạ thưa ba, con mới về. Một đứa con gái đi ở đợ cho nhà người ta, đi gánh nợ cho cả gia đình. Nhưng ông không thèm, liếc một cái. Ông chỉ lạnh lùng ừ một tiếng, và tôi cũng lặng lẽ bước vào bên trong. Còn Lộc, nó là em gái của tôi nhưng nó rất ghét tôi và tôi cũng ghét nó nhà nghèo mà nó ỉ được ba thương nên không hề động tay động chân vào bất cứ việc gì cái đó cũng không phải là lý do lý do là nó luôn hạch hoẹ với tôi hắt hồi tôi lúc tôi đau ốm mệt dã rời má tôi mang cho tôi một tô cháo nó cũng không cho nó nói bà ấy có tay có chân cho có đuôi có què có sứt mè gì đâu mà má phải mang đồ ăn cho bà lúc tôi bệnh ho đến mờ mắt chân đi không nổi Mà tôi vào mắt cho tôi cái mùng nó cũng không cho nó là con gái tôi cũng là một đứa con gái nhưng bà lại cưng chiều nó và anh hai của tôi đối với tôi tôi không biết tại sao ông lại đối xử như vậy nhưng ông nói rằng nhất con trai nhì con út từ khi sinh ra ông xem tôi không khác gì một đứa ở trong nhà lúc làm việc gì không vừa ý ông liền mang tôi ra đánh đánh lây luôn cả má nhà tôi nghèo nhưng bao nhiêu tiền làm được ba tôi đều đổ cho anh hai của tôi ăn học chu cấp nhiều nhất để anh hai học hành đến nơi đến chốn anh hai và con lộc là niềm tự hào của ông sau ông chết anh hai sẽ lo hương khói mồ mà cho ông khi ông về già, con Lộc ở bên cạnh chăm sóc cho ông. Còn tôi, chỉ là loại vô dụng, sau này cũng đi lấy chồng, nên không nhờ vả được gì. Đêm tối khi cơm nước xong xuôi, má tôi lèn lén đi ra phía sau, rúi vào tay của tôi mấy các bạc. Giận này, má không có nhiều, còn cầm lấy mà phòng thân. Con không cần đâu má, con qua đó cũng được ăn được ở nhà họ rồi. Còn cứ cất đi. Qua đó nhớ nhìn mặt chủ mà sống. Mà thương con. Nhưng má không biết phải làm gì. Con cũng thương má. Ở nhà ba có đánh má. Má đừng có đứng im mà chịu trận đấy. Má phải chạy ra bên ngoài. Không có con. Không có ai đỡ đòn cho má đâu. Má biết rồi. Bởi vì ba tôi là một người gia trường Tự xem mình là nhất Lại hay đánh đập má tôi Nếu như má tôi làm việc gì đó không vừa lòng Ông sẵn sàng đánh đập Khi cả nhà đang ăn cơm Con lộc bị sạc vì vây cá Ba tôi liền hất luôn mâm cơm ra đất Không cho ai ăn miếng nào Đó chính là lý do Tôi hận ông Hận đến nỗi không còn muốn lấy chồng Sáng hôm sau như mọi khi Tôi phải dậy từ 4 giờ sáng, ra suối gánh nước đổ vào lu, tưới rau, cho gà ăn, sau đó đi nấu cơm sáng cho cả nhà. Nói là nấu cơm chứ trong nồi được mấy hạt gạo đâu, bao nhiêu chỉ toàn khoai và sắn. Mọi thứ gần xong xuôi, má tôi cũng bước ra ngoài. "Sao sáng hôm nay má dậy sớm thế ạ?" À? Má tôi nhìn cái lu nước, múc nước rửa mặt, sau đó mới trả lời tôi. Hôm qua má không ngủ được, mà lo cho con quá. Không cần lo mà, con là cỏ dại, ở nơi nào cũng sống được. Mà tôi nhìn tôi chỉ biết thở dài. Thôi, ăn sáng đi con, rồi qua nhà người ta cho kịp, kẻo phải tội. Má ăn cùng với con. Thôi, má đợi ba con dậy mới ăn, con ăn trước đi. Tôi mở nồi cơm rồi gắp cho mình một củ khoai và một củ sắn. Mùi thơm bay lên thơm nước mũi, còn nóng hổi nên tôi không thể nào bốc tay ăn được. Liền lấy chiếc đũa cắm vào, sau đó chấm vào chén muối đậu. Vừa cho vào miệng ăn, hả hơi bởi vì độ nóng của nó. Miếng khoai miếng sắn dẻo mềm, lại còn ngon, khó cưỡng. Ba tôi nhìn tôi, rồi còn vuốt ve đôi bàn tay lên mái tóc dài của tôi. Tôi biết trên cuộc đời này chỉ có má là thương tôi nhất thôi ăn uống xong xuôi tôi ôm lấy túi vải trong đó có mấy bộ đồ cũ sườn tạm biệt má tôi lên đường đi đến nhà ông hội đồng con đường mòn buổi sáng còn chút hơi lạnh cái áo tôi mặc không đủ ấm tôi dùng mình rồi đưa hai bàn tay của mình xoa lên hai bên cánh tay cho đỡ lạnh ánh mắt hướng ra nhìn cảnh vật xung quanh Nơi tôi sống thật đẹp, có đồng lúa, có sông, có núi. Tật thảy hài hòa như một bức tranh, cuốn hút ánh nhìn. Đi thêm một lúc nữa, cũng bước tới đường vào nhà ông hội đồng. Hai bên đường là hàng cao xanh mướt, cao vút, dài thẳng tắp. Phía sau hàng cau là ao sen, những lá sen to, những bóp sen mới nhú mơn mờn. Khi tôi vào đến cổng, thì thấy một chị tầm tuổi tôi đang quét sân. Tôi mòn men, lại gần hỏi thăm. Chị ơi, chị cho em hỏi, bà hai tình đã dậy chưa ạ? Chị ấy ngừng cây trồi lại, hai tay chống lên cây trồi, nhìn tôi một lượt, sau đó nhoèn miệng cười, cất giọng nói dịu dàng. Em là người hôm qua à? Dạ vâng ạ. À. Em tên là Dần. Ừ, chị tên là Na. Em chào chị. Em ra sau bếp, ngồi đợi một chút nhé. Bà hai tình bây giờ chưa ngủ dậy đâu. Có cái gì chị gọi cho vâng em biết rồi mà chị ơi đường xuống bếp đi đường nào ạ à? chị na quay người lại rồi chỉ cho tôi xuống đường xuống bếp đấy em cứ đi thẳng qua hướng kia là được em biết rồi em cảm ơn chị tôi vội vàng ôm cái túi vải và đi thẳng xuống bếp dưới đó có thêm hai người nữa một người là dì năm hàng xóm nhà tôi người còn lại trẻ hơn và tôi không biết người đó nhìn họ đang rất bận rộn, hình như đang chuẩn bị bữa sáng. Tôi không biết làm sao nên chào hơi lớn tiếng một chút. "Con chào mọi người, con tên là Dần ạ." À? Họ có chút giật mình rồi quay sang nhìn tôi. Dì kia bị giật mình nên khó chịu mắng mỏ. "Con bé nào đây? Mẹ kiếp, tim của tao bây giờ nó rơi ra ngoài rồi, tại mày đấy." "Con xin lỗi, con không biết, để con chào lại ạ." À? Ôi giời, khỏi khỏi, qua đây phụ một tay. Tôi treo đại cái túi vải lên cây đinh gần đó, rồi lăn xả phụ mọi người. Thấy tôi nhanh nhẹn gọn gàng, nên gì kia cũng thích. Chép miệng nói với tôi. Con bé này cũng nhanh nhẹn đấy. Mà không biết được bao lâu. Tôi còn lơ ngơ không hiểu. Dì Năm đã nháy mắt, ra hiệu với dì kia. Im đi, muốn bà hai tỉnh đuổi việc à? nghe dì nam nói thì tôi cũng đoán được bà hai tình có vẻ là một người phụ nữ quyền lực trong nhà dì nam bê tôi cháo gà thơm lừng để lên mâm quay sang nói với tôi bà này tên vụ con làm quen dần đi công việc nhà này không khó nhưng việc mỗi người lại khác nhau xem con làm được đến đâu thôi dì vụ nhanh chân đi lại gần chỗ chúng tôi ngó trước ngó sau mới dám lên tiếng thì chị nói đại đi đằng nào chút nữa con bé cũng biết nói cho nó chuẩn bị tinh thần chứ cái đứa hôm trước bị toác đầu chảy máu còn gì tôi nghe đến đây có chút hoang sợ. ai làm gì ai mà đến nỗi toác đầu chảy máu tôi lý nhí bà tình hay là ông hội đồng dữ lắm hả gì đầu có là cậu hai tường cậu ấy bị điên đấy nên ai chăm cậu ấy mấy ngày đều bị thương sau đó xin nghỉ việc hết mà được cái nhà này nó kín tiếng con ruồi bay qua cũng không lọt thì dễ gì lộ chuyện ra bên ngoài tôi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh đứng ngu ngờ suy nghĩ dì năm đuổi dì vụ qua một bên kéo tay tôi lại này dần dần tôi được gọi tên nên tình cả người vâng dì gọi con bây giờ con là người tiếp theo nếu con không làm được thì bà hai tình cũng cho con xuống bếp phụ. Chứ đuổi mày đi thì bà ấy cũng không lấy được số nợ. Nên sáng được khúc nào thì dáng nghe con. Vâng, con biết rồi thư gì. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, nhưng đến hơn 7 giờ sáng, mọi người nhà ông hội đồng mới tỉnh dậy. Chị Na cùng với dì vụ mang nước cho ông bà rửa mặn. Trong căn phòng ngủ khá rộng, có đầy đủ vật dụng cần thiết Bà hai tình ngồi dậy bỏ hai chân xuống giường Nhận lấy ly nước mà chị Na đưa Xúc xúc vài cái Rồi phun ra cây thau Sau đó thở dài một hơi Còn bé kia nó đến chưa? Dạ đến rồi thưa bà Lát mày nói cho nó Việc nó cần làm Ta với ông lên thành phố thăm cậu bà đây Dạ vâng con biết rồi thưa bà Tôi ở dưới bếp Nên không biết việc trên nhà như thế nào đợi mọi người dọn mâm xuống tôi mới dám hỏi tiếp bà nói sao ạ à, chị na lát chị phân phó việc cho bây giờ ăn sáng chung với mọi người vâng ạ à. mặc dù lúc sáng tôi ăn ở nhà rồi nhưng cứ lần quần nãy giờ bụng của tôi cũng tiêu hóa hết tôi không ngần ngại ngồi ăn chung với mọi người cơm nhà giàu có khác dù là người ở nhưng vẫn được ăn cơm trắng không cần độn khoai độn sắn Tôi cầm chén cơm. Nhà giàu sướng thật đấy, được ăn cơm trắng, không như nhà con. Dì năm gắp cho tôi một miếng mắm, đưa vào chén cho tôi. Nhà giàu họ ăn hạt gạo loại 1, nhà mình thì à, chỉ được ăn hạt gạo loại 3 thôi còn ạ, à. nhưng mà vẫn còn ngon lắm. Vâng ạ, à, còn thấy có gạo ăn là con vui lắm rồi. Chúng tôi cùng ăn với nhau bữa cơm đầu tiên. Cách nói chuyện của mọi người cũng khá vui vẻ và thân thiện. Chắc ở đây mình sống cũng ổn, không vấn đề gì. Ăn xong dì Vũ đi rửa chén, dì Năm lại chuẩn bị nấu đồ ăn trưa. Còn tôi, tôi đi theo chị Na. Trên đường đi chị Na căn dặn tôi. Dần này, công việc của em ấy là chăm sóc cho cậu hai tường. Đến bữa cho ăn, cho uống thuốc, cho ngủ và cho tắm cho tắm ấy ạ à? không vậy nhà em nghĩ đâu khi tắm ấy, có chú tám với anh lân rồi em chỉ lấy nước thôi tôi nghe xong để tay lên ngực vuốt vuốt mấy cái may quá không phải là cái vụ tắm kia đi đến căn phòng chị na bước vào tôi cũng bước theo bên trong rất ít đồ đạc chỉ có giường và tủ quần áo thôi nhưng bên trong áo lúc này mọi thứ ngổn ngang dưới đất có cái còn bị rách và xé toạc khi chúng tôi đến, tôi nhìn thấy có một người nam đang nằm ngủ dưới đất. Tôi đoán đây chắc là cậu hai tường rồi, bởi vì khuôn mặt khi ngủ cũng rất đẹp trai và nam tính. Chị Na nhìn sơ qua, sau đó lại kéo tôi ra ngoài. Em ngồi ở đây, để chờ. Khi nào cậu tỉnh, cậu ấy sẽ hét lên. Lúc đó em mang đồ ăn vào cho cậu. Phòng của em cũng là phòng sát bên cạnh phòng của cậu ấy chị na định quay lưng bước đi tôi vội vàng chụp tay của chị lại sao thế em chị ơi có mình em ở đây à có cái gì em cứ chạy ra ngoài hoặc là em hét lên là xong chị đi đây nghe chị na nói mà tại sao tôi cảm thấy đơn giản quá chăm sóc một người điên đó là công việc mà tôi chưa bao giờ làm tôi run rẩy ngồi xuống cái ghế nhỏ lâu lâu liếc mắt qua cửa sổ xem thế nào vẫn nhìn thấy cậu ấy ngủ dưới đất ngồi không chán. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang lờ mờ ngủ, thì nghe tiếng hét làm cho tôi tỉnh dậy. Tôi còn không biết phải làm như thế nào. Bước vào bên trong, hay là như thế nào đây? Tôi chạy ủ xuống bếp, hốt hoảng. Cậu ấy dậy rồi. Dì vụ chỉ tô cháo trên bàn nói với tôi. Mày mang cái này lên, mày đốt cho cậu ăn. Cậu ấy mà quậy cái gì? Mày cứ mang bà hai tỉnh ra dọa là không sao đâu. Vâng vâng, con biết rồi ạ. À. Không suy nghĩ được nhiều thêm nữa, tôi liền mang tô cháo còn nóng đó lên phòng, đi đến nơi tôi hít một hơi thật sâu, mới dám bước vào trong. Cậu Hải đã dậy, đang ngồi xếp bằng trên giường và chăm chăm nhìn tôi. Tôi để tô cháo lên bàn, sau đó đi lại mở cửa sổ ra cho sáng, thổi tắt hết đèn dầu, mà xa tầm với của cậu ấy. Tôi đi qua đi lại. Ánh mắt của cậu hai cứ đổ theo tôi Bây giờ căn phòng sáng hơn Tôi mới phát hiện Hai chân của cậu ấy Bị xích vào cột nhà Tôi chưa dám đến gần Chỉ dám đứng xa xa nói chuyện Dạ thưa cậu Em tên là Dần Cậu ăn sáng nhé Ánh mắt của cậu hai vẫn vậy Lạnh lùng, vô định nhìn theo tôi Tôi mang tô cháo lại gần cậu ấy đi từng bước thật chậm thật chậm về phía đó. Tôi để tô cháo lên bên cạnh giường và múc từng muỗng thổi thổi đút cho cậu ăn. Cậu ăn cháo đi. Cậu hai lúc này há miệng ra cho tôi đút cháo. Tôi còn ngây thơ hỏi cậu. Có nóng không? Có ngon không cậu? Cậu ấy không trả lời. Ăn được đầu 4 năm muỗng, tự dưng đôi mắt của cậu ấy long lên sòng sọc thật đáng sợ. Tôi nhanh chóng đứng lên khỏi cây ghế Lùi dần lại Nhưng hành động của tôi Vẫn chậm hơn hành động của cậu ấy Tô cháo nóng Bay thẳng về phía tôi Sau đó rơi xuống sàn vụn vỡ Nóng quá tôi hét lớn May mắn tôi đưa tay lên chắn kịp Nên nước cháo nóng không bắn vào mắt Chỉ có cái tô rơi vào đầu tôi Khiến ở đó Bị chảy xước Hai bên mù bàn tay của tôi có dấu hiệu phòng nhẹ Bởi vì bát cháo nóng hất vào tôi nhanh chóng nhúng tay vào thau nước lạnh được chuẩn bị trước ở đó để lau mặt cho cậu cậu hai tường như bị kích động hét toáng lên cút cút đi đổ ma quỷ cút tay của cậu nắm sợi dây xích ở chân sau đó đập mạnh lên giường tạo thành âm thanh chát chúa tôi nhìn cậu ấy sợ sệt lần đầu tiên đi làm tôi đã bị thương thế này rồi không biết tôi chịu đựng được bao lâu. Hay nói bà hai tình cho tôi được xuống bếp. Đang miền màn suy nghĩ thì cậu Tường định bước chân xuống sàn. Tôi vội vàng ngăn cản. Không được đâu, bà hai tình sẽ mắng. Nghe xong, cậu ấy nhanh chóng leo tót lên giường, kéo cái chăn trùm kín lại, cảm giác sợ hãi cực độ, chỉ dám hé ánh mắt ra nhìn. Đừng mà, đừng đánh, đừng đánh, đau lắm. Tôi mang chậu nước vừa ngâm tay xong Lại chỗ sàn dọn dẹp Vừa dọn vừa nói Cái này nguy hiểm lắm Cậu mà leo xuống Là bị đâm vào chân chảy máu đấy Cậu hai tường vẫn ngồi trên giường Co do van xin Tôi vờ đại cái miếng vải rách lau dọn Sau đó mang xuống dưới bếp Tôi vừa đi tới Dì Năm cũng đi nhanh về phía của tôi Thấy vết thương trên chán Dì suýt xoa Ai cũng bị thương Mà con bị thương ở đâu nữa không Tay của con bị phỏng à Chết chưa Dì Năm đi lại tủ bếp Lấy ra chai thuốc và đưa cho tôi Đây con bôi đi Mỡ chẳng đấy Mát lắm Để dì lấy cái chai dầu Bôi lên cho nhanh tan máu bầm Con cảm ơn dì Rời xa vòng tay của má Nhưng lại được dì Năm thương thế này Tôi coi như cũng được một chút an ủi. Xử lý vết thương xong xuôi, tôi quay trở về trước cửa phòng của cậu hai tường và ngồi ở đó. Lâu lâu tôi nhìn vào trong, xem cậu ấy đang làm gì. Có lúc cậu ấy cứ ngồi ngơ ra, có lúc hò hét, có lúc lại đập phá và khóc như một đứa trẻ. Tôi nhìn mà cảm thấy thương cậu ấy lắm. Tuổi đời còn trẻ, tại sao lại bị điên chứ? Nhìn chán chê tôi lại ngồi xuống đó canh chừng tới bữa chú tám với anh lân lại mang thuốc cho cậu hai tường uống đến lúc tắm bọn họ cũng đưa cậu ấy đi tắm tôi chỉ cần chuẩn bị quần áo mang theo trong lúc bọn họ đưa cậu ấy đi tắm thì tôi tranh thủ dọn dẹp lau chùi phòng cho cậu mang mớ đồ bị xé rách xuống bếp và hỏi mọi người chị na ơi mấy cái này tính thế nào ạ chị na để con dao cùng với củ khoai xuống sau đó đứng lên đi gần lại tôi nhìn vào cái thau tôi đựng đồ và hỏi tôi cái gì thế này dạ mấy cái quần áo mà cậu hai tường xé rách vứt ở trên sàn đấy chị rách hết rồi chắc là cậu ấy cũng không mặc đâu em cứ lấy dây em cột lại sau đó vứt đi vâng vâng mà tại sao nãy giờ cậu hai tắm mà chưa xong em đã làm biết bao nhiêu việc rồi Chị Na bình thản đi lại chỗ bàn, tiếp tục công việc của mình, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của tôi. Chị cũng không biết. Cậu ấy tắm, chị cũng không ra đó được. Thôi, cứ chờ đi. Tôi cất đồ theo ý của chị Na nói, rồi lại bàn phụ chị ấy gọt củ quả, tranh thủ tám chuyện. Lúc này trong phòng tắm, cậu hai tường bị anh Lân giữ chặt. Chú tám nhẹ nhàng suối từng gáo nước lên cơ thể của cậu ấy. Nhưng cậu ấy chống đối, không chịu cho chú tám tắm. Chú ấy vừa phải tắm, vừa phải dỗ dành, vất vả lắm. Kìa cậu hai, cậu hai ngồi yên, để tôi tắm cho cậu mát nhé. Nước văng tung tóe. mỗi lần tắm như vậy thì không phải chỉ mình cậu hai bị ướt mà chú tám và anh Lân cũng ướt theo. Ông già, ông xối đại một cái rồi đi vào, hơi sức đâu mà cứ dỗ ngọt, giống như một đứa trẻ thế kia. Kìa Lân, bậy nào, mình phải tắm, như vậy mới sạch chứ. Lầm cầm, ông tránh ra đi, đưa cho tôi. Cậu hai tường chân bị xích lại vào một cái móc khóa sắt ở nơi tường nên cũng không thể nào chạy đi đâu được. Anh lân lấy mấy cái gáo nước, cứ như vậy tạt mạnh vào người của cậu hai tường, tạt liên tiếp, khiến cậu ấy bị ngạt và sợ hãi. Cậu liền nép vào sát góc tường. Sợ quá, sợ quá. Chú Tám thấy như vậy liền ngăn cản anh Lân. Kìa Lân, đừng làm thế. Không phải phép đâu. Phải phép cái con mẹ gì? Hắn ta bị điên rồi. Có biết cái gì đâu mà phải phép. Lần nào cũng hành hạ chúng ta. Giời đất ơi! Tại cậu ấy bị bệnh mới ra như vậy. Mày không nhìn thấy. Cậu ấy đáng thương sao? Thương á? Thương cái con khỉ? Nói rồi anh Lân hứ lên đưa đôi mắt giận dữ nhìn ra phía không gian bên ngoài. Còn chú Tám, cẩn thận lấy khăn, lau khô, sau đó mang quần áo vào cho cậu hai tường. Cậu tường, cậu đừng có sợ. Có tôi ở đây. Nhìn sắc mặt, ánh mắt đỏ ao vì nước bắn vào. Chú Tám thương lắm. Xưa cậu học giỏi, thông minh. Có ai ngờ đâu, cậu lại ra nông nỗi này. Tạm xong anh lần mới mở khóa xích, và đưa cậu về phòng. Nhìn cậu hai đi từng bước từng bước, cái xích nặng nề. Lúc này, len keng, len keng, do va chạm với mặt đất, tạo thành những tiếng riêng gì. Chồng có khác gì phạm nhân, đi đày không chứ? Lúc về đến phòng cũng là lúc uống thuốc, chị Na là người đích thân mang thuốc đến cho cậu. Cậu hai tường không chịu uống, cứ chui vào chăn và trốn. Chị Na đành phải dỗ dành. Cậu hai, cậu uống thuốc đi. Lát nữa, Na mang đùi gà chiên cho cậu ăn nhé. Tôi đứng gần đó, thoát tim chờ đợi. Không ngờ đồ ăn lại hiệu quả đến như vậy. Chị Na cho thuốc vào miệng của cậu hai tường, cho nước uống. Đầu vào đó xong xuôi, chị Na mới rời đi. Mọi người lại đi hết. Tôi cũng đi theo xuống bếp, bởi vì không phải lúc nào tôi cũng cần canh trường cậu ấy. Mới vào đây làm, tôi không dám nhiều chuyện hỏi han, Mỗi người mỗi việc Tôi cũng tranh thủ mang quần áo chăn bền cũ của cậu đi giặt Khi những thứ nằm trong thau Được treo hết lên xào Cũng vừa hay gì năm gọi tôi Giận ơi, cơm nào Dạ vâng ạ à. Tôi mang cái thau đi cất sau đó vào bếp Cái mùi gà chiên nãy giờ Cứ bay vào mũi của tôi Đồ ăn của cậu hai tường Nên tôi chỉ dám hít ké chút mùi thôi Nhưng sức hút của nó quá lớn đã kéo ánh mắt của tôi nhìn chăm chăm vào cái đùi gà Thơm thật đấy chị Na Chị khéo tay ghê Dì vụ lúc này chen ngang Có phải con Na nó làm đâu Tao làm đấy Vậy à Dì vụ nấu ngon thế Dì vụ nhìn tôi Sau đó lại tiếp tục làm việc của mình Chị Na cũng cười theo Chị ấy cẩn thận lấy cái chén sới cơm vào Tôi nhìn theo và hỏi Chị Na mang đồ ăn cho cậu hai đi à Em đi phụ với chị nhé Cậu hai tường, dữ lắm Không cần đâu, chị quen rồi Với lại chị cũng thân với cậu Dễ dàng để dỗ dành cậu ăn Khi nào bà hai về Mọi việc này đều là phần của em Vâng, em biết rồi Chị Na đi đâu đó Tầm 20 phút sau thì quay lại Nhìn trên mâm cơm đều là chén dĩa vỡ toàn Cơm thì rơi vụn vãi tôi nhìn cũng không ngạc nhiên cho lắm bởi vì tôi đã gặp hoàn cảnh này rồi chỉ tiếc cái đùi gà mới ăn đâu được có hai phần thì bị vứt cho chó ăn chó nhà này còn sướng hơn tôi rất nhiều nhiều lúc nghĩ phận mình không bằng một con chó chị na mang mấy cái đồ bể cho vào sọt rác cất cái mâm cơm rồi nói với tôi thôi lại ăn cơm đi em mọi người cùng nhau quây quần bên chiếc chiếu trải dưới nền đất tôi lo sới cơm cho mọi người dì Vũ lúc này gọi lớn ông tám thằng Lân vào ăn cơm bọn họ rất nhanh từ bên ngoài bước vào trước khi ngồi vào chiếu còn cẩn thận vỗ vỗ hai chân vào nhau anh Lân cầm chén cơm lên ăn ôi giời hôm nay chả biết làm gì mà đói thế mày lúc nào mà chả đói thấy mọi người đều ăn vui vẻ tôi cũng vậy ở đây ngoài chủ gia thì chúng tôi đều như nhau Không có phân biệt đối xử Tôi đến tôi ngó chừng cậu hai tường xong Mới dám đi ngủ Vì lúc nãy chị Na cho cậu ấy uống thuốc ngủ rồi Nhưng tôi vẫn cẩn thận ngó chừng Tôi với cái chăn đắp lên người cho cậu Nhìn cổ chân bị xiềng xích đến ruột đỏ Tôi quay người về phòng mình Lục lấy chai dầu mà dì Năm đưa sang cho tôi Tôi xoa lên cho cậu Thấy mọi thứ ổn thỏa, tôi mới dám đi về phòng mình. Vừa quay lưng đi, có một bàn tay nắm lấy tay của tôi kéo lại. Tôi bị ngã ngửa lên giường. Cậu hai tường dậy rồi, cậu ấy đang đè lên cơ thể của tôi. Hai bàn tay khóa chặt hai tay của tôi. Tôi hoàng sợ, tìm như muốn nhảy ra bên ngoài. Trong ánh đèn dầu vàng mờ, khuôn mặt của cậu rất gần tôi. Cậu đẹp trai lắm, đẹp hơn cả pho tượng được tạc hoàn mỹ nhưng ánh mắt của cậu đáng sợ giống như loài thú hoang bị thương miệng gầm gừ tôi lắp bắp cậu ơi cậu cậu tha cho em cậu hai tường không nói gì nhìn tôi một lúc sau đó gầm gừ hai bàn tay rắn chắc của cậu truyền nhanh xuống và bóp vào cổ của tôi cút đi cút quỷ dữ đồ độc ác tao sẽ bóp chết mày tôi ngạt thở Hai tay không thể nào cô loạn xạ Cố gắng gỡ tay cậu ra Nơi cấn cổ của mình Không khí bắt đầu không thể nào di chuyển được Tôi thều thào Cậu, cậu, cậu tha cho em Tôi không thể nào kêu cứu, cứu được nữa Bởi vì thở còn không được Làm sao mà kêu Tôi mất dần hành vi kiểm soát Toàn thân của tôi muốn dịu dã đi Cậu hai tường buông tôi ra Sau đó thẳng chân Đạp tôi xuống đất đầu của tôi đập mạnh vào chân bàn toàn thân của tôi đau nhức ê ẩm tôi cố gắng ngồi dậy đưa tay xoa lên chỗ đầu sau đó đưa mắt nhìn bởi vì tôi cảm giác tay của mình đang bị ướt mặt tôi mở to lên cảm giác sợ hãi máu là máu cậu hai tường không gầm gừ nữa lại như một đứa trẻ sợ bị ăn đòn cuốn mình nấp vào trong chăn toàn thân của cậu run rẩy và van xin đừng đánh tôi đừng đánh đau lắm tôi chống tay vào bàn và cố gắng đứng dậy cô lết thần xác đau đớn của mình về phòng về đến giường tôi ngồi bó gối và khóc tôi đau lắm tôi tủi thân lắm số tôi tại sao lại khổ thế này ở nhà thì ăn đòn của ba ở đây thì ăn đòn từ một kẻ điên tôi ôm mặt khóc òa Nước mắt cứ như vậy chảy ra không thể nào kiểm soát được Ước gì lúc này tôi được má ôm chỉ cần như vậy thôi tôi sẽ cảm thấy ấm lòng và không bị tổn thương nữa Sáng hôm sau đang lờ mơ ngủ thì tiếng gọi và cái like của dì Năm khiến cho tôi bừng giấc. Dần ơi dần dậy con sao hôm nay dậy trễ thế Dì Năm ạ à? cái đèn dầu lớn dì năm mới mang vào để cạnh cái bàn gần giường tôi nó tố cáo vết thương trên mặt tôi dì năm nhìn tôi sau đó sờ vào những vết thương thế còn bị thương ở đâu không để dì lấy dầu dì sức cho dì năm không cần hỏi tôi cũng biết những vết thương đó từ đâu mà ra tôi lặng lẽ giở áo sắn quần cho dì năm xem nhất là vết bầm trên cổ và trên mặt dễ dàng nhìn thấy nhất thần phận mình nghèo con ạ à, nên mình phải chịu thôi mày nhắm mà làm không được ấy mày xin nghỉ đi nhưng còn khoản nợ của gia đình con con phải làm thế nào ạ à, gì thì vẫn là lời cắt cổ thôi sức dầu xong dì năm cất chai dầu đi và nắm tay tôi đưa tôi xuống bếp thôi xuống bếp làm việc thôi con Trước khi mình chết Chứ đau ốm ấy Mình không được nghỉ ngơi đâu Tôi lặng lẽ đi theo gì, dì. dì Nam đáng thương lắm Cũng vì con dì ấy nợ nần Rồi trốn đi mất Cuối cùng để lại mẹ già phải còng lưng Đi ở đợ mà trả nợ cho con Lúc xuống đến nơi Chị Na cũng vừa chuẩn bị đồ ăn cho cậu hai tường Chị ấy cũng nhìn thấy vết thương trên cổ và trên mặt của tôi Nhưng chị ấy không đả động đến Lần sau em đừng có dậy trễ nữa, chuẩn bị mang cái này lên cho cậu Hai tường đi, chỉ phải đi chợ lấy đồ ăn. Tối nay ông bà về rồi đấy. Bây giờ mà nghe đến ba chữ cậu Hai tường, chân tay của tôi khúm núm lại, nỗi sợ đêm qua lại dâng lên bao trùm lấy tôi. Nó hiện lên cả trên nét mặt, nhưng đã chấp nhận vào đây rồi. Làm sao tôi có thể từ chối được? Nếu như tôi bỏ ngang giữa chừng thì tiền đâu trả nợ cho ba má? Tôi chỉ len lén thở dài Và vâng lời mà thôi Dạ vâng Em biết rồi Chị Na giao nhiệm vụ cho tôi xong Thì lấy cái nón Cái giỏ mây Sau đó đi ra xe ngựa Cho anh Lâm chờ đi chờ Tôi cũng xuống xúc miệng Rửa mặt cho tỉnh táo Sau đó mang đồ ăn lên cho cậu hai Khi đến trước cửa phòng cậu Theo thói quen Tôi ghé mắt vào Kiểm tra tình hình Bên trong là hình ảnh của cậu đang còn ngủ. Tôi xoay vài đẩy cánh cửa bước vào, tôi cố gắng đi nhẹ, thật nhẹ để cậu ấy khỏi giật mình. Tôi để đồ ăn lên cái bàn gần đó. Thật sự bây giờ, tôi không dám lại gần cậu. Nhiều khi chết bắt đắc kỳ từ mà không kịp hỏi thăm ba má được một câu. Để đồ ăn lên bàn xong xuôi, tôi nhanh chóng bước ra bên ngoài. Tôi ngồi ngay trước cửa phòng. Lỡ cậu xảy ra chuyện gì thì mấy mạng nhà tôi không đủ để bù mạng cho cậu ấy bây giờ rảnh rỗi nên tôi mới lấy chai dầu ra để sức vào những chỗ bầm cho nhanh tan một lúc sau nghe tiếng động trong phòng tôi liền đứng dậy quan sát cậu hai tường đã dậy rồi cậu ấy đang ngồi tròm hõm bốc từng nắm cơm chiên trứng với thịt xíu ăn ngon lành vừa ăn vừa tỏ thái độ rất vui vẻ nhưng bỗng nhiên xoàng xoàng Dĩa cơm oan ức Bị cậu hai tường hất tung lên Cơm tiếp tục rơi vãi khắp nơi Cái tổ cũng vỡ vụn Văng ra từng mảnh Tôi liền lật đật chạy vào và hét lớn Lên giường Cậu mà leo xuống là bị thương Cậu hai tường nhìn tôi có vẻ sợ sệt Liền khép nép vào một góc Tôi lại dọn dẹp đống đồ vỡ đó Dọn nhanh quá Tôi bất cẩn Để mảnh sành cắt vào tay Tôi rát lắm Tôi vội vàng suýt xoa Đưa ngón tay của mình lên miệng Cậu hai tường leo xuống giường Lại ngồi trước mặt tôi Nhìn vào ngón tay của tôi Tôi sợ quá Lùi người lại phía sau Tôi lùi chừng nào Cậu ấy tiến chừng đó Đến khi tôi sát vách tường Không thể lùi được nữa Thì cậu mới thôi Cậu hài tường nắm lấy tay của tôi Máu Đau lắm sau đó liền đưa vạt áo lên chặn lấy vết thương cho tôi tôi bị sốc rồi tôi không hiểu tại sao cậu lại hành động như vậy liệu có khi nào cậu ấy tỉnh táo lại rồi không không phải là điên hẳn dòng suy nghĩ của tôi ngay lập tức bị cắt ngang bởi cái bóp cổ khá mạnh của cậu ấy tôi như một con cá bị lấy lên khỏi mặt nước chỉ biết ngòi ngóp thở bất lực không thể nào kháng cự tiếng gì năm lúc này vang lên trời đất ơi chết con nhỏ mất cậu ơi cậu bỏ ra đi dì năm đang cố gắng kéo cậu hai tường ra khỏi tôi và cậu ấy buông ra thật ngay lập tức nhảy lên giường và hát hò vui sướng khi bàn tay không còn ở cổ tôi nữa tôi đã bị ho lên vài tiếng sặc sụa dì năm liền hỏi han tôi dần ơi có sao không con con không sao đâu ạ à? để đây để đây dì dọn cho dạ không để con dọn nốt cho Không cậu hai tường dẫm vào lại bị thương Dì Năm cũng cúi xuống dọn phụ với tôi Tôi vừa dọn vừa liếc mắt nhìn cậu hai Trong đầu miên man một dòng suy nghĩ Người điên thật là đáng thương Nhưng cũng thật sự đáng sợ Chiều hôm ấy Ông trời đón ông bà hội đồng Bằng một cơn mưa Mưa to đến nỗi Cỏ cây cũng oằn mình gánh lấy những hạt mưa. Khi chiếc ô tô vừa vào đến sân, chú Tám và anh Lân lấy hai cái ô ra che mưa cho bọn họ. Vừa về đến nhà, bà hai tình đã cằn nhằn, vừa đi vừa phải nắm lấy tà áo dài cho khỏi ướt. Trời với đất, mưa cái gì mà to thế, nhìn thấy mà ghê. Bọn họ cố gắng đi nhanh cho khỏi ướt. Vào đến sân, chị Na cầm sẵn chiếc khăn cho ông bà hội đồng lau khô bà hai tình hỏi han ở nhà có chuyện gì không dạ không thưa bà thôi được rồi lấy đồ cho tao tắm bà hai cùng với ông đồng đi vào trong bàn chỗ phòng khách và ngồi xuống dì vụ liền mang lên ấm trà vừa mới hãm xong chị na vội vàng đi chuẩn bị đồ cho bà hai tình mọi thứ xong xuôi thì họ về phòng nghỉ ngơi ngoài trời vẫn còn mưa nặng hạt đến cơm chiều mà trời vẫn còn mưa tôi phụ mọi người dọn cơm lên cho ông bà hội đồng bà hai tình nhìn thấy tôi chỉ đưa mắt liếc ngang một cái bà xem tôi như cái loại cỏ rác không buồn mắt để ý xong việc tôi lại xuống bếp chị nà với dì nằm ở lại xới cơm cho ông bà còn tôi xuống bếp thì bắt cái ghế nhỏ ngồi ngay gần đó để ngắm mưa mưa gió như thế này mình má phải cơm nước giặt rũ cho cả nhà Mỗi khi mưa Ai nấy cũng đều có tâm trạng riêng Trong lòng họ trống rỗng Hoặc là đang nhớ ai đó Cơm nước nhà trên xong Tôi lại phụ mọi người dọn xuống Lại cùng với mọi người ăn tối Bà hai tình mới đầu tứ tuần Bà đẹp lắm Cái đẹp sắc sảo, bén gót Mái tóc dài đen bóng Đôi mắt to tròn đen láy Nhưng đôi gò má thì lại cao Ai nịnh sẽ nói bà là một người phụ nữ có số, vượng phu, ích tử, còn lại thì ai cũng biết, phụ nữ tướng như vậy chỉ có mà sát chồng. Nhưng nhà bà hai giàu lắm, ba bà làm quan trong quân đội Tây, có chức có quyền, nhà lại môn đăng hộ đối, nên cho dù tướng bà có sát phu thì ba má ông hội đồng đâu có dám chê bà. Lúc này mới cơm nước xong xuôi, bà hay tỉnh lên giường nằm để chị Na bóp vai bóp chân cho bà. Già rẻ của bà hay tình mịn và đẹp lắm, bởi vì mỗi ngày bà ấy đều chăm chỉ, xoa bóp dầu dừa. Ông hội đồng đồng lại mang đồ chuẩn bị đi đâu đó. Bà hay tình biết, nhưng bà vẫn giả vờ lên tiếng hỏi. Ông Đồng, ông lại đi đâu đấy? Ông Đồng vừa xịt dầu thơm vào tay, vừa vỗ vỗ và vuốt lên áo. Mắt của ông vẫn nhìn vào gương Tôi đi công chuyện với mấy ông bạn Một tí tôi về Thì ông về sớm nhá Mà cái gì ăn thì, thì ăn đủ no Ăn cho ngon miệng Chứ mà ăn nhiều quá ăn tạp Là mắc cổ Chết có ngày đấy Biết bà hài tình đai nghiến Nhưng mà đi thì ông vẫn đi Ông tính trăng hòa mà Trả qua nề gia đình nhà vợ Chứ không thì Xong việc ông liền đi thẳng ra ngoài Bà Hai tình nhìn theo chỉ biết thở dài. Chị Na theo bà bao nhiêu năm nay, bà mang chị về từ năm chị mới 6 tuổi. Cũng nhờ ơn bà, nếu không chị Na đã chết bờ chết bụi. Bà má chị thiếu nợ đất nhà bà, sau đó họ gán chị lại. Cuối cùng ba má chị bỏ chị đi. Ở đây có một mình, mồ côi đơn lẽ. Chị Na thấy bà Hai tình có tâm sự, nên cũng hỏi han. Ông lại đi với cô đào hát hả bà đào hát cái gì cái loại sướng ca vô loài đó chỉ là một con đĩ rẻ tiền thế tại sao bà không trị ả à đó đi thôi mày ơi không có con này thì có con khác tao làm sao mà quản hết được con người ông ấy có bản tính chăng hoa sau này mày mà lấy chồng ấy kiếm thằng nào yêu thương mày thì lấy yêu ai tao gả đi thôi con chả lấy chồng đâu con sợ lắm thế thì ở vậy cho khỏe cái thân mà này con dần nó thế nào nhắm nó có làm được không dạ nó cũng như mấy con trước nhưng con này con thấy chịu đựng được nhà có thằng điên lại khổ ra phải chi nó chết quách đi đi theo má của nó <laughs> dạ vâng thưa bà chuyện bà cà chết là chuyện cấm kỵ không được nói trong cái gia đình này chị na làm thêm một lúc thì bà Hai Tình ngăn lại Thôi đủ rồi Mày gọi con Dần lên đây Tao nói chuyện Dần ơi Dạ em nghe chị Mày lên phòng đi Bà Hai sai việc đấy Tôi lật đật chạy theo chị Na lên phòng Phòng của bà Hai Tình vừa rộng lại vừa thơm Cái bùi mà người ta gọi Là mùi nước hoa của Tây Thấy bà ấy Tôi cúi đầu Dạ thưa bà Bà gọi con Công việc hiện tại Mày có làm được không Tôi cũng đã nghe dì Nam nói Nếu tôi có từ chối Thì cũng không thể nào làm được công việc khác Nên tôi cố gắng chấp nhận Mạnh dạn trả lời Dạ được à Mày không sợ nó giết chết mày à Dạ con sợ Nhưng nếu như con không làm Con không có tiền để trả cho bà Biết điều đấy Thôi cút xuống đi Tôi đi rồi chị Na mới lại răng mùng Vặn nhỏ đèn cho bà hai tình đi ngủ Còn tôi lại về ngó nghiêng vào phòng của cậu hai tường Khi nào cậu ấy ngủ Thì tôi mới dám đi ngủ Mọi việc ổn thỏa đâu được hơn mấy ngày Đêm hôm đó tôi đang say giấc nồng Thì cậu hai tường rú lên khóc Tiếng khóc của cậu ấy khiến cho tôi giật mình Tôi vội vàng chạy qua xem Nhìn cậu ấy ngồi co do khóc Như một đứa trẻ tôi cảm thấy xót xa nhưng nếu như lại gần tôi không dám nhỡ đâu cậu hai tường ngẫu hứng bất chợt đẻ tôi ra bóp cổ thì tôi chết thật tôi chỉ dám đứng từ xa hỏi han cậu ơi sao cậu khóc cậu đau ở đâu à cậu hai tường hướng ánh mắt lên nhìn tôi sau đó lại tiếp tục khóc khóc giấm dứt lâu lắm tôi không biết phải làm sao bây giờ nếu không dỗ dành cậu ấy, bà hai tình mà nghe được, chắc là bà giết tôi. Tôi mạnh dạn tiến lại gần hơn, ngồi sát cậu, đưa bàn tay lên quẹt nước mắt cho cậu. Cậu ơi, cậu, cậu đừng khóc. Cậu đau ở đâu à? Hay là cậu đói bụng? Em lấy gì cho cậu ăn nhá? Bàn tay của cậu hai tường chộp nhanh lấy tay của tôi. Nhanh chóng cưỡng chế tôi nằm lăn ra đất, Cả cơ thể to lớn lại đè lên tôi Biết mình sắp bị bóp cổ Tôi cố gắng van xin cậu Đừng mà cậu Cậu đừng giết em Em có làm gì cậu đâu chứ Đôi mắt của cậu hai tường long lên song sọc Đôi mặt dữ dằn giống như sói hoang Bàn tay thô giáp ấy Nắm lấy áo của tôi xé toạc Để ra Một bộ ngực con gái căng tròn Tôi điếng người Hành động này còn kinh khủng hơn là bóp cổ Tôi sợ hãi tôi khóc, tôi hét lớn bởi vì cậu hai tường bị điên, có van xin thì hoàn toàn vô dụng. Dì Năm ơi, cứu con, cứu con. Cậu hai tường chưa dừng lại, mọi hành động như muốn chiếm lấy tôi, đôi tay vẫn xé áo của tôi. Tôi sợ tôi khóc, nhưng nhất mực không van xin cậu ấy, chỉ dám kêu người mà tôi tin tưởng nhất trong nhà này. Dì Năm ơi, cứu con nước mắt của tôi nhòe đi cả khôn mặt tim của tôi đập rất nhanh giống như sắp nhảy ra ngoài tiếng gọi lớn ấy khiến cho ai đều phải chạy tới trong đó có cả bà hai tình bà hai tình nhìn thấy cảnh tượng này thì bà điên tiết lắm bà cáu gắt ầm lên cái thằng điên này mày điên mà tính của mày giống như thằng cha của mày nói xong bà hai tình quay qua nói với chị na còn na đâu lấy cây roi cho tao chị na chạy vội đi lấy cây roi dì nam đỡ tôi dậy áo của tôi cũng rách đi khá nhiều bà cầm cây roi bà vụt liên tiếp lên người của cậu hai tình ẩm ức ông hội đồng đồng nên bà mang hết để xả lên người của cậu tường cái đồ chết tiệt điên mà còn háo sắc à dã thú cha nào con nấy chết đi chết đi Từng nhát roi cứ thế quất liên tiếp lên người cậu hai tường. Cậu ấy lần này không co giò một chỗ. Cậu hét lớn. Cậu gầm rú. Nhưng càng hét bao nhiêu càng ăn đòn bấy nhiêu. Không hiểu sức mạnh nào. Mà cậu ấy nắm tay của bà hai tình lại. Đôi mắt đỏ âu nhìn bà oán hận. Mày dám phản lại tao? Bà hai tình thẳng chân đạp một cái thật mạnh. Khiến cho cậu ngã lăn ra đất đừng đánh đừng đánh sợ sợ lắm cái thứ chết tiệt gì đâu đêm hôm không cho ai ngủ mang nó ra bên ngoài cột lại bà hai tình vứt cây cây xuống đó và quay về phòng mình chị na nhận lệnh nói với chú tám và anh lân cột cậu hai tường xa bên ngoài mặc dù lúc này bên ngoài trời còn mưa và rất lạnh tôi được dì năm dìu xuống dưới nhà Nước mắt nhòe cả Nên không nhìn thấy rõ đường đi Trời lại còn tối Dì nằm để tôi ngồi lại chiếc ghế cạnh bàn Dì vụ cũng bị tiếng ồn làm cho thức giấc Dì vụ nhìn tôi chép miệng Lắc đầu Sau đó chống tay lên Và hướng mắt nhìn tôi Thật tình Xưa tới giờ tôi chưa thấy cảnh này bao giờ Cùng lắm Là bị đánh cho bề đầu đổ máu thôi chứ ha, Đúng là dì năm vừa lấy cái áo cho tôi vừa góp thêm lời với dì Vũ hôm nay cũng lần đầu tiên tao nhìn thấy thiệt thòi cho con bé may mà chưa có chuyện gì xảy ra tôi vẫn ấm ức và bật khóc nỗi sợ hãi cứ ấm ức và lấn át hết cả cái đau rát của tôi tôi mang áo xong dì năm cũng tiện tay vỗ về thôi nín đi dì thương Tôi không biết làm thế nào Tôi ôm chầm lấy dì năm và bật khóc Nếu như dì năm không đến kịp Thì bây giờ Tôi đã như thế nào rồi Sáng hôm sau tôi dậy sớm Cậu hai tường vẫn bị xích ngoài cây trụ trước nhà Nhìn cậu ấy co do vì lạnh và đau Tôi cũng thấy thương lắm Nhưng nhớ lại hành động dã thú của cậu Tôi liền sợ hãi Tôi cố gắng đi nhanh qua chỗ cậu ấy Không quan tâm đến tôi đi từng bước từng bước lấy cây chổi quét sân sáng nay mưa tạnh không biết mưa tạnh từ khi nào nhưng không khí đêm qua lưu lại vẫn còn lạnh lắm cây lá còn ướt xương cả sân nữa tôi còn bị chảy mũi mấy lần vì lạnh quét sân xong tôi mang thao đổ ra phía sau giặt từ lúc ông bà hội đồng về quần áo lại nhiều lên gấp bội khi cây áo cuối cùng được phơi lên xào thì trời lúc này vừa hừng nắng có lẽ đêm qua là đêm mưa cuối cùng của mùa mưa. Công việc xong xuôi, tôi vào bếp phụ với mọi người. Nhưng có lẽ công việc của họ cũng xong, không cần tôi phải phụ. Tôi chỉ đợi đến lúc bà hai tình rảnh rỗi. Tôi sẽ lên xin bà cho tôi nghỉ. Thà chịu bị ba đánh đòn còn hơn là bị làm nhục. Trong bữa ăn sáng, bà hai tình chỉ ăn có một mình. Ông Đồng vẫn chưa về. Vừa ăn, vừa dặn dò chị na mang nó vào trong đi để ở ngoài đấy lỡ nó chết thì mệt lắm dạ vâng thưa bà chị na liền đi ra ngoài để nói với chú tám và anh lân đưa cậu hai tường vào trong tôi cũng mạnh dạn đi lại xin sò dạ thưa bà con có chuyện gì cho con xin nghỉ ạ à? cái đó tùy mày người làm nhà tao không thiếu nhưng mày ra khỏi nhà này Thì đừng hòng quay lại Đúng là chỗ nhà giàu Đâu phải muốn đi hay ở thì dễ dàng chứ Mà tôi về rồi Điệu làm sao mà có tiền trả nợ cho ông bà ấy đây Thôi Tôi đành ở lại Cẩn thận hơn một chút sẽ tốt hơn Bây giờ mà về Người khổ nhất lại chính là má của tôi Dạ thưa bà Con...con con xin ở lại ạ à? bà hai tình cũng ăn cơm xong dằn mạnh cái chén xuống bàn lấy khăn tay lau xong cũng vứt xuống đó thong thả đứng lên không quên dặn dò nói con na à, mang trà vào phòng cho tao dạ vâng thưa bà tôi nhanh tay dọn dẹp mâm xuống rồi đi làm nhiệm vụ của mình chính là mang đồ ăn cho cậu hai tường lúc này cánh cửa phòng của cậu đối với tôi như một cái gì đó vô cùng kinh khủng bước vào cũng chết mà không bước vào cũng chết. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó bước vào. Cậu hai tường đang ngồi im, cậu không làm loạn nữa. Cậu lặng lẽ ngồi im một góc, tôi chậm chậm đi lại, để chén cơm chiên trứng xuống đó, rồi nhanh chóng đi lùi về phía sau, giữ một khoảng cách nhất định cho sự an toàn của mình. Cậu hai, cậu ăn sáng đi, kẻo đói bụng cậu hai tường nhìn tôi, nhìn dĩa cơm mặt chán trường, không để tâm đến. cậu buông thõng hai tay hai chân, đầu tựa ra phía sau giường, bình lặng đến đáng sợ. cậu ấy vẫn giữ nguyên tư thế như vậy khá lâu, và tôi cũng ngồi lặng lẽ nhìn, không dám đến gần. một lúc sau đó, ông đồng bước vào, tôi giật mình đứng lên cúi chào. con con chào ông ạ. À. ông hội đồng bỏ qua lời chào hỏi của tôi. Đi đến chỗ của cậu hai tường Từ lúc vào làm đến nay Tôi chưa bao giờ nói chuyện với ông ấy Mà ông ấy cũng không bao giờ hỏi tôi Ông sát lại với tường Liền đưa tay lay cậu ấy Ăn cơm đi con Đừng để đói bụng Cậu hai tường chẳng thèm quan tâm Ông ấy dịu dàng lấy dĩa cơm lên Múc một thìa và đút cho cậu ấy Ăn đi con Bà đút cho con ăn nhé Cậu hai tường nhắm nghiền mắt, dỗ mãi không được, ông cũng đành chịu. Ông ấy cũng ngồi thế bóp tay bóp chân cho cậu. Hành động này thật khác biệt với những gì mọi người nhìn thấy ở con người của ông hàng ngày. Tôi đang bị hành động dịu dàng ấy làm cho cảm động thì tiếng oang oang của bà hai tình khiến cho tôi giật mình. Tiếng nói càng lúc càng gần cho đến khi tôi nhìn thấy bà xuất hiện. Ông đồng đâu rồi? Ông đồng đâu? bà hai tình sọc thẳng vào trong phòng của cậu hai mặt của bà nhắm nghiền ông đi cả ngày cả đêm bây giờ ông vác cái mặt về ông không thèm hỏi han tôi một câu ông xem tôi là người vô hình à bà ồn ào quá con nó bệnh rồi nó không chịu ăn đây này bệnh cái gì mà bệnh nó ở bên ngoài không bệnh gì nặng hơn đâu tại sao ông không lo cho thằng huy sau này ông già ông chết thì thằng điên này nó có lo cho ông không Bà im đi! Ông hội đồng cáo lên quát lớn và bỏ ra ngoài. Ông đi rất nhanh. Bà hai tình cũng không vội đi theo. Bà đứng đó nhìn cậu hai tường một lúc. Như cậu ấy chính là cái gai trong mắt của bà. Con dần. Qua đây tao bảo. Dạ, bà gọi con. Chát chát. Bà hai tình đưa tay tát liên tiếp vào mặt của tôi hai cái. Cảm giác đầu rát đang lan rộng bà ấy chỉ trò vào mặt của tôi véo mạnh vào tai của tôi mày có cái việc cho nó ăn mà không xong nếu như mày làm không được thì tao thuê mày làm cái gì con xin lỗi bà lần sau con không như vậy ạ à? toàn cái thứ gì đâu vô dụng bà hai tình hứ lên một tiếng và bỏ đi chị na hướng mắt nhìn tôi thương xót bọn họ đi hết rồi tôi mới dám khóc Tôi ngồi xuống ôm lấy mặt mình Tôi khóc tức tuổi Bà ấy cũng biết rằng Chăm một người điên không dễ Cậu hai tường hướng ánh mắt nhìn tôi Rồi lại tiếp tục Ngồi về tư thế cũ Chiều hôm đó tôi lại mang cơm vào Dỗ dành cho cậu thường ăn Nhưng nhất định cậu ấy không chịu Tôi chỉ biết thở dài Hai bên má của tôi còn bỏng rát Có dấu hiệu bầm tím và sưng lên tôi ngồi sát năn nỉ cậu cậu à cậu ăn đi nếu như cậu không ăn em lại bị bà đánh đòn cậu hai tường chỉ nằm nơi giường nằm ôm gối nhìn ra bên ngoài tôi không biết người điên suốt ngày la ré hò hét lại có lúc tĩnh lặng như vậy tôi cũng không biết phải làm sao tôi ngồi bệt luôn xuống sàn và than vãn cậu có biết không Nhà em nghèo lắm Nếu ba em thương em Thì em không cần đi ở đợ nhà cậu Đói một chút cũng được Nhưng mà hạnh phúc Nhưng mà đằng này Tôi ngẩn người ra Không biết phải làm sao đây Bất giác cậu hai tường đưa bàn tay Lại gần mặt của tôi Tôi sợ hãi lui người lại Bàn tay ấy cũng nhanh chóng chạm vào biết bầm trên má của tôi Cậu bỏ tay xuống Và quay người vào trong nhất định không ăn. Hôm ấy, cậu không ăn, tối cũng vậy. Tôi không hiểu một con người to như vậy, nếu như không ăn không uống làm sao mà chịu được. Đến khuya nghe tiếng khóc, tôi bừng tỉnh, rồi lại chạy vội qua phòng xem cậu có bị làm sao không. Qua đến nơi, mắt của cậu hai tường nhắm nghiền, miệng của cậu lẩm bẩm, giống như đang gặp một cơn ác mộng. Mà hơi má ơi má ơi đừng bỏ con thì ra cậu đang nhớ má tôi đưa tay lên sờ chán vội vàng chạy đi tìm chị na đến phòng chị ấy tôi không dám gọi lớn tôi sợ ông bà hội đồng nghe được chị na ơi chị na có chuyện gì cậu hai bị sốt rồi thưa chị đợi chị một lát nhé tôi nóng ruột đứng đợi ngoài cửa chị na cũng nhanh chóng bước ra mình đi thôi. Chị Na đi trước, tôi tiếp bước theo sau. Khi vào đến phòng của cậu hai, chị Na cho ngay viên thuốc vào ly nước nhỏ, rồi lại đến bên Dịu dàng đỡ cậu hai tường dậy. "Cậu ơi, cậu uống đi." Cậu hai tường mệt mỏi mở mắt, đôi môi khô ráp vì bị sốt cao, chắc là do chuyện đêm qua bị nhốt ở bên ngoài. Cậu hai tường cố gắng mở miệng uống thuốc cậu uống xong chị na liền đỡ cậu nằm xuống lấy khăn lau khắp mặt cho cậu thái độ cùng với hành động của chị ấy vô cùng lo lắng nếu không thân thiết tại sao có thể lo lắng đến như vậy bà cũng có thể do tôi nghĩ nhiều là chủ thì tớ nào lại không lo lắng chứ xong việc chị na dặn dò tôi em canh chừng lấy nước ấm chườm chán cho cậu đừng để cậu bị sốt lỡ mà sốt lại thì gọi chị nhé chị không ở lại đây được đâu dạ vâng em biết rồi chị na vội vàng quay về phòng lỡ đâu bà hai tình gọi mà không có chắc là chị na cũng bị vạ lây chị đi rồi tôi lặng lẽ lại gần cậu nghe lời chị na dặn dò tôi đâu dám lơ là cứ giặt khăn rồi lại thay khăn chườm ấm cho cậu bây giờ chán của cậu hai tường vẫn còn nóng lắm mặt của cậu còn đỏ nhưng được cái mồ hôi toát ra cứ như vậy cậu cũng mau hạ sốt mồ hôi mỗi lúc ra mỗi nhiều áo cậu ấy cũng ướt hết cả rồi tôi luống cuống không biết phải làm thế nào nếu không thay áo thì mồ hôi lại thấm ngược vào trong cơ thể có khi lại ốm nặng hơn hết cách tôi đi đến tủ quần áo lấy cái áo và đi lại giường từng chiếc cúc áo mở đến đâu cơ ngực săn chắc hiện ra đến đó và mặt của tôi cũng đỏ dần lên dừng lại một chút Tôi để tay lên hai bên má mình vỗ nhẹ. Chết cha rồi. Không lẽ mới đó, mình bị lây sốt rồi. Mặt của mình sao nóng thế này? Tôi lại tiếp tục công việc giang dở. Khi đến cúc áo cuối cùng được mở ra, cơ bụng sắn chắc của cậu cũng hiện lên. Tôi lại miền màn suy nghĩ. Không lẽ mấy người ăn ít, mà dáng dấp lại đẹp như thế này sao? Tôi nhẹ nhàng lấy khăn, lau khắp cơ thể cho cậu trước tiên là lau cổ cây khăn lại di chuyển nhẹ nhàng xuống cơ ngực cơ bụng săn chắc của cậu tôi cố gắng lau thật nhanh và đỡ cậu hai tường dậy để mặc áo công nhận cậu ấy nặng thật đấy cậu ơi cậu ngồi dậy em mặc áo cho cậu cậu nặng thế này em không đỡ được có vẻ như cậu hai cũng tỉnh táo một chút nên cũng chịu khó hợp tác với tôi khi mặc áo xong má tôi và má cậu áp sát lại gần nhau chỉ là khoảng cách của một cm tôi có thể nhìn thấy cả yết hầu đang nhẹ nhàng chuyển động của cậu cảm giác quá gần gũi tôi lại càng luống cuống nhưng cũng nhanh chóng mang sòng áo cậu hai tường nhìn tôi nước tôi khát nước tôi quay sang bàn lấy cho cậu ly nước phải chi hôm nào cậu ấy cũng ốm thế này thì lại hay quá Ngoãn, ngoãn bình thường, không có quậy phá hò hét. Giọt nước xong tôi nhanh chóng mang lại, đưa lên cho cậu uống. Cậu uống đi. Cậu hai tường nhận lấy nước từ tay tôi uống cạn, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi, bỏ cái áo dơ sang một góc, tôi lại tiếp tục lau và chườm ấm cho cậu. Giống như mọi khi, tôi chăm người thân của tôi ở nhà. Sáng hôm sau khi nghe tiếng gà gáy, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Cảm thấy tư thế ngủ của mình khá thoải mái Đôi mắt vừa hé mở Thì cơn buồn ngủ còn lưu lại Cũng nhanh chóng tan luôn Bụp Tôi đang nằm ngay ngoài giường Nên lùi lại một cái Bị rơi ngay xuống đất Tôi nhằn mặt đưa tay xoa nhẹ vào chỗ đau Rồi nhanh chóng vội vàng Mang đồ bẩn tối qua rời khỏi phòng Không biết từ khi nào Tôi lại leo lên giường Và ôm cậu hai ngủ ngon lành như vậy Đúng là mất mặt quá mày mà cậu còn ngủ say. Tôi đưa tay lên chán của cậu kiểm tra một lần nữa và nhanh chóng rời đi. Khi tôi xuống bếp, dì Nam hỏi tôi. Cậu ấy khỏe chưa? Tôi giật mình luống cuống, giống như sợ ai đó biết rằng tôi ngủ với cậu vậy. Ừ, cậu hết sốt rồi, thưa dì. Mày làm cái gì mà luống ca luống cuống thế? Ra quét cái sân đi, rồi mang cháo lên cho cậu. Đâu? Con, con đâu có chuyện gì đâu Con đi liền đây Tôi đi thẳng mang đồ dơ ra ngoài giếng Để lát nữa giặt May mà nhà ông bà hội đồng giàu có Không cần phải ra suối Để gánh nước về dùng Sau lần bị sốt ấy Đến nay cũng hơn một tháng Và có vẻ như cậu hai tưởng ổn định hơn Cái độ la hét quậy phá của cậu Cũng giảm dần Có vẻ như sắp hết bệnh rồi Hôm nay ông hội đồng lại đến thăm cậu tôi vẫn lịch sự chào hỏi con chào ông cậu hai ăn uống gì chưa dạ mới ăn được một ít đã thôi được rồi đây là lần đầu tiên trong đời ông hội đồng nói chuyện với tôi lúc đi ngang qua chỗ cậu hai tường ông thấy thuốc để trên bàn nên thuận tay lấy mang đến cho cậu đối với cậu hai tường thì ông vẫn luôn dịu dàng ông ngồi sát bên cậu đút từng viên thuốc cho cậu uống Tùy không nói năng gì nhưng mà cậu cũng chịu hợp tác. Lúc sau ông đứng lên định bỏ đi nhưng mà lại nán lại vài phút để nói chuyện với tôi. Coi bộ mày chăm cậu cũng được. Cố gắng lên. Cậu hai mà hết bệnh tao thưởng cho. Dạ vâng, con cảm ơn ông. Đang vui mừng chưa dứt tôi lại rơi ngay vào trạng thái sợ sệt khi mà bên ngoài là tiếng nói của bà hai tỉnh vang lên. Nói chuyện có vẻ tình tứ nhỉ Coi bộ Ông không phải đến thăm thằng điên kia Mà đến đây kiếm chuyện để nói với con bé này Tôi sợ đến tái mặt Tôi không nghĩ rằng bà hai tình lại ghen tuông đến như vậy Ông hội đồng nhíu mày Bà bị điên đi à Lúc này bà hai tình cùng với chị Na bước vào bên trong Và tôi cũng cố gắng thanh minh Dạ thưa bà Con không có Mày câm cái mồm đi Thế ông tưởng ông đi địa điếm bên ngoài ông chưa sướng à về đây kiếm thêm à đối với ông bao nhiêu là đủ thế còn bà đối với bà tôi là hạng người gì bà hai tình tức lắm lại đưa tay lên tát cho tôi mấy phát tôi chỉ biết nhắm mắt đón nhận nhưng không hề có cái tát nào sáng xuống mặt tôi tôi hé mắt lên để nhìn chính là cậu hai tường cậu ấy là người Càn bà ta lại. Giọng nói của cậu lạnh lùng vang lên. Đủ rồi! Ông hội đồng nhìn thấy hành động thì vui mừng khôn xiết. Hai tường! Bà hai tình lúc này cũng trố mắt đầy ngạc nhiên. Cậu đẩy tay của bà ra, sau đó ôm lấy đầu quằn quại. Đau! Đau quá! Đau quá! Ông đồng lúc này lo lắng, hối thúc chị Na. Mau gọi bác sĩ, nhanh lên! Chị Na nhanh chóng rời đi, nhưng người ở lại thì hồi hộp chờ đợi kết quả. Ông Đồng vẫn luôn miệng, hỏi han con trai. Còn có đau nhiều không? Đợi một lát nữa, bác sĩ đến liền. Cậu hai tưởng đưa tay đập nhiều cái vào đầu của mình. Đau quá, đau! Còn nơi dáng lên con. Trời ơi, cái con na này, sao mà đi lâu thế? Quằn quại trong cơn đau đâu được 5 phút, cậu hai tường lại ngồi tĩnh lặng cậu thờ dốc và đưa mắt nhìn xung quanh câu đầu tiên sau những năm tháng điên dại khiến cho ông đồng vui mừng phát khóc ba tưởng ơi con khỏe lại rồi tưởng ơi là tường cậu hai tường cũng ôm lấy ba của mình con xin lỗi con không có lỗi gì hết nói rồi ông đồng lật đật đứng lên lại cái tủ quần áo kéo ngăn nhỏ ra Lấy cây khóa trong đó Bà hai tỉnh chố mắt ngăn cản Này ông kia Ông làm gì Còn tôi nó hết bệnh rồi Bà còn định giam nó đến đâu Bà hai tỉnh không còn lý do gì để cản ông Chìa khóa được tra vào ổ Dây xích ngay lập tức được tháo khỏi chân của cậu Tường Ông hội đồng Mới xỉu cậu ấy lên giường Còn mới hết bệnh Còn lại đây Còn ngồi một chút Khoan hãy đi lại Con biết rồi thưa ba Dần đâu dần Lấy nước cho cậu uống Dạ vâng ạ à. Giọt nước vào ly Tôi liền mang lại đưa cho ông Dạ thưa ông nước đây ạ à? Ông hội đồng liền đưa ly nước lên cho cậu hai uống Bên ngoài đốc tờ cũng vừa đến Và người đó tiến hành làm công việc của mình Sau khi kiểm tra mọi thứ Thì ông đốc tờ kia Báo cho ông đồng một tin vui cậu hai đã hoàn toàn khỏe mạnh thưa ông vì bệnh cậu ấy do tâm bệnh mà ra bây giờ tâm bình ổn bệnh cũng tự tan tốt quá rồi có cần thuốc thang gì không thưa đốc tờ tôi sẽ kê thêm một ít thuốc bổ tốt quá cảm ơn đốc tờ không có việc gì đâu đây là chuyện của tôi chị na sau đó tiễn đốc tờ đi rồi quay sang nói chuyện với cậu hai tường từ nay con khỏi bệnh rồi con muốn làm gì con làm tất cả đều là của con bà hai tỉnh vội vàng chen ngang cái gì mà tất cả đều là của nó nó là con cả thì là của nó chứ là của ai vậy làm sao được con cả thì sao ông còn thằng huy cơ mà cái đó tính sau đi ông 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 hội đồng quay lại nói với cậu hai tường Thôi con nghỉ ngơi đi Ba đi có chút việc Dạ vâng thưa ba Sau đó ông quay sang nói với tôi Con dần Sau này mày là người hầu riêng của cậu hai Nghe rõ chưa Dạ vâng Con biết rồi ạ Bọn họ đứng lên và đi Bà hai tình cứ như vậy chạy theo chồng Và réo gọi Còn tôi Tôi ngẩn ngơ không biết phải làm gì Tôi e rè bước lại gần và chào hỏi. Em chào cậu. Em tên là Dần. Sau này cậu cần gì, cậu cứ sai bảo em. Được rồi. Em đi ra ngoài đi. Một người điên mà có thể khỏi bệnh sao? Thật là kỳ lạ. Gần chỗ tôi ở có mấy người bị điên nhưng không thấy họ khỏi bệnh bao giờ. Họ luôn làm mình bị thương và người khác cũng bị thương. Nhưng thôi kệ. Cậu hai tường khỏi bệnh tôi cũng đỡ bị thương. Sau khi mọi người đi hết, cậu hai tường mới nhìn ánh mắt kiên định ra phía bên ngoài, nơi mặt trời đang chiếu xuống, một ánh nắng quang giảng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện Người không hẹn ước được viết bởi tác giả Khánh Vi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. À, cảm ơn tác giả Khánh Vi đã gửi tới cho chúng ta một câu chuyện mới chỉ nghe xong thôi mà cảm thấy vô cùng hấp dẫn rồi. Và Tâm An và quý vị, chúng ta sẽ cùng chờ đợi tập 2 của bộ truyện này để xem tiếp tục là những tình tiết như thế nào. Đối với cậu Hai Tường, sau khi mà khỏi bệnh bị điên, thì chắc hẳn là cậu ấy sẽ tìm cách để điều tra về ngôi nhà này, điều tra về cái chết của mẹ mình. Tại sao lại bị điên chứ? Chắc chắn có liên quan đến bà Hai rồi. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến để gặp lại Tâm An vào buổi tối, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Chị Dậu sẽ được Tâm An và kênh Chị Dậu gửi tới cho quý vị vào lúc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.